VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn với những ai mà chúng ta yêu âm thanh thì đều hiểu được sự khác biệt khi mà chúng ta dùng âm ly hay chúng ta dùng main và mixer cho dàn karaoke của mình. Tuy nhiên không phải ai chúng ta cũng có cơ hội để cùng một lúc chúng ta lắng nghe và so sánh được sự khác biệt đó. Trong video này, Quỳnh Trang sẽ cùng các bạn chúng ta nghe sự khác nhau về chất âm giữa dàn karaoke dùng âm ly và dàn karaoke dùng main và mixer để có những quyết định sáng suốt khi chúng ta lựa chọn mua một trong hai loại này cho dàn karaoke của nhà mình. Trước tiên, với video so sánh lần này thì Trang sử dụng âm ly, và video lần này Trang dùng âm ly PA1090. Các bạn có thể thấy với hình dạng hình hộp chữ nhật, có hai tay cầm phía trước để chúng ta có thể di chuyển, có hai cổng kết nối mic, các nốt cân chỉnh âm thanh, bên cạnh đó là logo Boston, nốt điều chỉnh volume và nốt bật nguồn. Phía sau thì sẽ có những cổng kết nối cần thiết. Thì nhìn sơ qua các bạn cũng có thể thấy là có khá nhiều nốt cân chỉnh, đúng không nào? Với những ai mà chúng ta không quá nhiều kỹ thuật về điều chỉnh âm thanh thì sẽ gặp một chút rắc rối đấy ạ. Bây giờ thì kỹ thuật sẽ giúp chúng ta gắn chiếc âm ly này vào một dàn karaoke hoàn chỉnh. Chúng ta sẽ cùng test âm thanh xem chất lượng như thế nào nhé. Và sau đây thì Quỳnh Trang sẽ nhờ một bạn kỹ thuật lắp dàn âm ly này vào dàn karaoke hoàn chỉnh và chúng ta sẽ cùng test âm thanh xem chất lượng như thế nào các bạn nhé. Âm nhạc đã nổi lên rồi, một giai điệu sôi động, hãy nhảy cùng Quỳnh Trang nào. Và bây giờ Quỳnh Trang sẽ cầm mic lên và hát một bài karaoke để xem chất âm khi chúng ta sử dụng dàn âm ly nó sẽ như thế nào các bạn nhé. Và vừa rồi thì chúng ta đã cùng nghe những giai điệu trữ tình, những giai điệu sôi động và một bài hát karaoke khi chúng ta sử dụng dàn karaoke với âm ly. Thì các bạn nếu mà lắng nghe kỹ có thể nghe thấy được tiếng hú. Với một khách hàng khó tính như Quỳnh Trang thì chất lượng âm thanh cũng ở mức tương đối, tuy nhiên vẫn chưa thật sự hài lòng. Nếu như chúng ta hát karaoke mà nghe thấy những tiếng hú như vậy thì chắc chắn là sẽ bị mất hứng và cũng như là chúng ta bị giật mình, phải không nào? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với dàn âm thanh khi sử dụng main và mixer để xem có điều gì đặc biệt hơn, vượt trội hơn so với khi chúng ta dùng âm ly không các bạn nhé. Rồi, và tiếp theo sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với dàn karaoke sử dụng main và mixer. Trong video lần này thì Trang sẽ sử dụng main BF Audio T2.5 và mixer BF Audio K6000. Như các bạn có thể biết là với main và mixer là bộ đôi thường được sử dụng trong những dàn karaoke chuyên nghiệp nhằm mang đến âm thanh với chất lượng hơn và đỉnh cao hơn. Chúng ta sẽ cùng đến với chiếc main BF Audio T2.5, thiết kế hình hộp chữ nhật, mỏng dẹp hơn so với chiếc âm ly lúc nãy. Phía trên có hai tay cầm với bản to hơn giúp chúng ta có thể cầm nắm đỡ bị đau tay hơn và dễ dàng hơn rất nhiều. Thiết kế mặt trước kim loại giúp bảo vệ những chi tiết bên trong và có hai nốt cân chỉnh âm thanh, rất đơn giản đúng không nào, đã được tinh giản đi rất nhiều so với dàn âm ly. Và phía trên đây là BF Audio Mixer BF Audio K6000 với màu bạc rất là sang trọng. Những nốt điều chỉnh âm thanh đã được tinh giản đi, màn hình LED và kèm theo đó là một chiếc điều khiển. Như các bạn có thể thấy là bạn kỹ thuật của chúng ta đang kết nối dàn karaoke khi sử dụng main và mixer. Chúng ta sẽ cùng lần lượt tiếp tục lắng nghe nhạc sôi động, nhạc trữ tình và sẽ hát một bài karaoke để cùng so sánh khi chúng ta có sự khác biệt với dàn âm ly các bạn nhé. Rất đau các bạn ạ, âm thanh vô cùng sôi động và hoàn toàn khác biệt khi mà chúng ta sử dụng một chiếc main và mixer cho dàn karaoke của mình. Tiếp theo sau đây thì Trang sẽ lắng nghe một giai điệu trữ tình để cùng xem có sự khác biệt như thế nào nữa nhé. Anh biết chân anh, em khổ vì anh, em khóc vì anh. Và để so sánh một cách khách quan thì Trang sẽ hát lại cùng một bài hát mà lúc nãy Trang đã hát trên dàn karaoke sử dụng âm ly để xem với dàn karaoke sử dụng main và mixer này chất lượng âm thanh sẽ thay đổi như thế nào. Các bạn hãy lắng nghe thật kỹ và cùng cho Trang nhận xét nhé. Mưa rơi trên đôi
rất nhiều đúng không nào? Theo như Quỳnh Trang được biết thì đó là nhờ vào hiệu ứng reverb giúp cho âm thanh hài hòa hơn và sâu rộng hơn. Còn về phần micro thì Quỳnh Trang thấy khi hát bắt giọng tốt hơn và hát nhẹ nhàng hơn, giúp cho Quỳnh Trang cảm thấy tự tin hơn rất nhiều khi hát karaoke so với dàn âm ly vừa rồi. Vừa rồi thì chúng ta cũng đã trải nghiệm sự khác nhau về chất âm cùng một dàn karaoke khi sử dụng âm ly và khi sử dụng main và mixer. Thì sau khi so sánh, Trang sẽ có một số tổng kết như sau. Với âm ly, chất âm đạt khoảng 7 trên 10, hỗ trợ giọng chỉ ở mức tương đối và khả năng chống hú chưa được cao. Khi hát thì tiếng nhạc và tiếng ca chưa có được hòa quyện với nhau. Với main và mixer thì các bạn có thể thấy sự khác nhau rất nhiều về chất âm đúng không nào? Tiếng nhạc và tiếng ca hòa quyện nhau, bắt giọng rất là tốt. Vì vậy với những ai mà chất giọng yếu thì hoàn toàn có thể yên tâm là chúng ta có thể làm chủ được chất giọng của mình. Và khả năng chống hú ở mức cao 98%. Vì vậy Trang rất hài lòng khi sử dụng main và mixer. Thực tế thì khi mà chúng ta lựa chọn main và mixer để sử dụng thì sự chênh lệch về giá cả khá là đắt so với việc chúng ta sử dụng âm ly. Vì vậy sẽ phụ thuộc vào mục đích sử dụng của bạn để chúng ta lựa chọn một trong hai. Nếu như mà chúng ta muốn có một dàn karaoke bình dân thì chúng ta có thể lựa chọn âm ly. Và nếu như chúng ta muốn một dàn karaoke chuyên nghiệp phù hợp với giọng hát của mình với chất lượng đỉnh cao thì chúng ta hãy cùng lựa chọn main và mixer cho dàn karaoke của nhà mình các bạn nhé. Và các bạn ơi, để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết, đừng quên ghé website của chúng tôi www.vidiashop.net hoặc www.vidia.vn. Đồng thời, đừng quên like và share video này để chúng ta có nhiều video hấp dẫn tiếp theo cùng Vidia nhé. Một lần nữa, xin trân trọng kính chào.